Các bạn nhìn thấy màu và hình nền bàn phím chưa? Bây giờ mình sẽ tạo ra những hiệu ứng này. Đó. Xin chào tất cả các bạn nhé. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Và trong video hướng dẫn ngày hôm nay, những bạn nào mà đang dùng iPhone, các bạn muốn thay đổi cái chủ đề bàn phím cũng như là cái giao diện hình nền bàn phím thay vì cái bàn phím mặc định ở trên iPhone, các bạn cảm thấy đang bình thường quá, các bạn muốn có những cái gì nó đổi mới thì các bạn theo dõi, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài đặt giao diện cũng như là thay đổi hình nền được trên bàn phím iPhone nhé. Các bạn đang dùng iPhone thì các bạn cũng không còn lạ gì với cái giao diện bàn phím nhắn tin mặc định của iPhone như thế này nhé. Đây là những cái giao diện rất là quá quen thuộc rồi. Bây giờ các bạn muốn thay đổi nó mới hơn như mình nói lúc đầu, cài hình nền, thay đổi màu, giao diện, các bạn làm cho mình như sau nhé. Rồi, bây giờ các bạn vào cho mình kho ứng dụng của iPhone, tức là App Store nhé. Các bạn gõ cho mình cái cụm từ là bàn phím của Google, hay nói cách khác là Gboard. Các bạn gõ Gboard ở trên thanh tìm kiếm là sẽ ra cái tiện ích này nhé. Các bạn yên tâm, đây là bàn phím của Google nhé. Các bạn nhìn này, bàn phím của Google. Sử dụng nó cũng không khác gì so với cái bàn phím mặc định của iPhone đâu. Các bạn tải về cho mình. Sau đó thì các bạn sẽ làm theo các bước tiếp theo của mình nhé. Bây giờ các bạn đợi tải về nhé. Sau khi tải xong, các bạn chọn cho mình mở luôn nhé. Các bạn nhấn vào mở này. Đây chính là giao diện của cái bàn phím. Các bạn chọn cho mình bắt đầu nhé. Rồi, thì các bạn nhìn cái hướng dẫn này. Các bạn nhấn vào bàn phím, sau đó thì bật Gboard cho phép truy cập đầy đủ nhé. Đó, các bạn chọn bắt đầu này. Đấy, bây giờ các bạn sẽ vào trong mình cái phần là bàn phím này. Đấy, Gboard nhá. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chọn cho mình vào cái phần cài đặt này. Các bạn chọn phần bàn phím nhá, cài đặt chung này. Ok, các bạn chọn phần bàn phím cho mình. Tiếp theo, chọn bàn phím. Thì ở đây, các bạn sẽ thấy là cái phần thêm bàn phím mới, nó chưa có phần Gboard. Các bạn chọn thêm bàn phím mới này. Rồi, các bạn sẽ chọn cho mình là Gboard nhá. Đây này. Các bạn gõ cho mình cái phần là Gboard nhé. Đây, Gboard đây. Nó hiển thị luôn lên Gboard. Các bạn thêm vào. Đó. Và các bạn chọn tiếp tục vào cái phần là Gboard. Chọn cho phép truy cập đầy đủ giống như hướng dẫn nhé. Ok. Các bạn chọn cho phép này. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ thoát ra cái phần là bàn phím nhé. Các bạn sẽ bật cái biểu tượng Gboard lên. Các bạn ra cái phần giao diện của tin nhắn để hiển thị một cái phần bàn phím như này nhé. Hoặc là vào một app bất kỳ. Các bạn nhìn xuống dưới phía dưới quả cầu này, các bạn nhìn đây này, ở phía dưới có cái phần quả cầu, các bạn nhấn giữ vào. Đấy. Nó sẽ hiển thị ra cho các bạn cái ngôn ngữ là Gboard ở đây nhá. Rồi các bạn sẽ chọn cho mình là Gboard này này. Rồi, vậy là xong nhá. Bây giờ các bạn sẽ thoát ra đến cái phần là cài đặt bàn phím cho mình. Các bạn quay trở lại phần cài đặt này. Rồi. Đó. Đây chính là cái phần cài đặt của bàn phím Gboard. Và để thay đổi cái hình nền cũng như là giao diện của cái bàn phím để các bạn sử dụng nhé, các bạn chọn cho mình cái mục là chủ đề ở đây. Đó, tại đây thì sẽ có rất nhiều các chủ đề. Đây là mặc định của nó là cái dấu tích xanh này nhé. Ngoài ra các bạn có thể thay đổi nền, ví dụ như cái này đang là màu trắng, các bạn có thể chọn màu đen. Hoặc các bạn có thể chọn rất nhiều những cái phần phong cảnh này, chuyển màu sáng này, màu tối này. Đấy, màu tối này nó đang hiển thị dần dần. Rồi, quay trở lại cái phần đầu tiên tùy chỉnh. Các bạn có thể tùy chỉnh hoặc là các bạn thêm một cái hình nền bất kỳ của cái bàn phím nhé. Bây giờ mình sẽ vào cái phần là thư viện. Đây, các bạn để thêm một hình ảnh bất kỳ ở trên thư viện ảnh. Các bạn chọn cho mình cái dấu cộng. Và mình chọn cái bức ảnh này nhé. Các bạn có thể tùy chọn nhé. Và các bạn có thể tùy chỉnh kích thước. Các bạn chọn vào, chọn nhấn vào chữ chọn. Đó. Sau khi các bạn chọn vào thì cái hình nền nó sẽ hiển thị ở phía dưới bàn phím này. Và cái thanh đầu tiên các bạn có thể chỉnh được đó là cái phần là nền của cái hình nền ở dưới nhé. Đây, ví dụ như các bạn nhìn ở đây nhé, mình sẽ lấy tay mình kéo này. Đấy, nó sẽ tối đi nhá. Các bạn tăng lên thì nó sẽ sáng cái hình nền, rõ cái ảnh nền nhá. Đó, ví dụ mình đang để ở mức đây, mức này đi, nhìn cho nó tương đối rõ. Tiếp theo là cái phần bật nền trên các phím, các bạn tắt đi này. Đấy, bật lên, tức là cái phần 3D này các bạn nhìn nhá. Phần 3D này, đó, sẽ được thay đổi nhá. Màu nền, cái màu của nền thì các bạn có thể chọn vào tùy. Đấy, màu đỏ hoặc màu vàng hoặc màu trắng. Đấy, thì mình đang để màu đen mặc định như thế nhá. Màu của văn bản này, tức là cái màu chữ đấy, đang để mặc định là màu trắng, thì các bạn có thể thay đổi thành màu xanh. Đấy, hoặc là màu đỏ. Đấy, vân vân. Đấy, màu xanh, xanh lá cây này, hoặc là màu xanh dương. Mình để màu xanh lá cây cho nó nhìn nó dễ nhá. Bật đường viền bàn phím. Đấy, đường viền này là cái viền ở mỗi ô vuông bàn phím nhá. Các bạn có thể tùy chọn.
Tiếp theo là màu viền. Màu viền thì mà đây là màu viền của bàn phím. Đấy, mình để mặc định thôi. Ok. Tiếp theo là bật nền trên các phím không phải gì đây. Đấy, không phải là văn bản này. Đấy, ví dụ như cái phím ví dụ như là mũi tên này, 1 2 3 này, cài đặt này. Đấy, màu nền này, mình chọn màu xanh này. Màu nền của các cái phím, đây này, màu nền của các cái phím mà không phải là văn bản đấy, không phải ký tự đấy. Ký tự nhé, không phải ký tự. Đấy, để xem mình có cái màu nào nó. Đấy, màu đỏ đi cho nó nổi. Màu hồng, hồng đỏ đỏ. Rồi, tiếp theo này. Ở dưới này còn rất nhiều nhá. Đấy, cái vệt này, vệt màu khi vuốt. Đấy, vệt màu khi vuốt này, màu hồng này. Đấy, ví dụ mình vuốt nhá. À, bật lấp lánh. Đấy, vệt màu, cái vệt màu ấy là khi các bạn vuốt nhá. Lấp lánh này, đấy. Đấy, lấp lánh nhá, rất đẹp. Đó, sau khi các bạn cài đặt xong nhá, các bạn sẽ chọn cho mình cái biểu tượng là xong ở đây. Đấy, vậy là cái hệ thống sẽ chọn cho các bạn cái bàn phím mà các bạn vừa cài đặt. Rồi bây giờ các bạn sẽ quay trở lại cái trang nhắn tin nhé, trang tin nhắn. Đây, mình đã quay trở lại cái trang tin nhắn hoặc là các bạn vào một cái app bất kỳ. Đó, các bạn nếu muốn chuyển sang cái bàn phím Gbo, các bạn sẽ nhấn vào phần quả cầu nhé. Đấy, chọn Gbo. Ngay lập tức nó sẽ chuyển sang cho các bạn những cái cài đặt như các bạn vừa cài đặt nhé. Các bạn không thích thì các bạn có thể chuyển về phím bình thường, gõ theo bàn phím mặc định của iPhone. Không thì các bạn sẽ gõ biểu tượng Gbo này. Đấy. Rồi mình gõ nhé. Đấy. Rất là ok các bạn nhé. Rồi các bạn có thể trải nghiệm cái bàn phím này và cho ý kiến đánh giá dưới phần bình luận nhé. Tất cả các bước hướng dẫn vừa rồi hy vọng sẽ giúp cho các bạn thay đổi được hình nền cũng như là giao diện ở trên bàn phím mỗi khi các bạn nhắn tin cho một người nào đó theo ý của các bạn. Có những cái trải nghiệm thật tuyệt vời. Nếu các bạn thấy video hay, nhớ để lại cho mình một like và cho mình một lời bình luận ở phía dưới phần video nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất của mình nhé.